Hello, xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Hiện tại là bên em mới về một chiếc Mercedes Binton đời 2009 hoán cải 6 chỗ. Vâng, vừa mới hoán cải xong nhá. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá rất hợp lý cho anh chị này, 175 triệu anh chị nhá, 175 triệu. Vâng, giá này thì là quá là hợp lý rồi, đời 2009 luôn. Vâng, mang biển kiểm soát là 29D11050. Vâng, thì con này em hoán cải xong rồi, biển số đã ra đầy đủ hết rồi. Ngày mai em sẽ lắp biển lên cho anh chị xem ạ. Vâng, một mẫu xe khá là đẹp, 175 triệu em bao rút hồ sơ cho anh chị luôn ạ. Vâng, em hoán cải biển Hà Nội anh chị nhá. Vâng, và em cũng cam kết luôn với anh chị là chiếc xe này bên em là mua không có đâm đụng, không có ngập nước anh chị nhá. Vâng, và xe thì không có mối mọt gì cả. Vâng, rất là đẹp anh chị ạ. Vâng, một mẫu xe phải nói rất tuyệt vời. Đấy, máy vẫn đang nổ nhá, rất là êm, đi rất là chắc chắn luôn. Đây ạ, rất là đẹp này. Đấy, anh chị thấy chưa, khung gầm này không có mục ngoặt gì nhá. Vâng, một mẫu xe phải nói là rất là tuyệt vời anh chị ạ. Đấy, rất là ok đúng không anh chị? Và sau đây em sẽ mời anh chị vào trong nội thất. Vâng, đây là nội thất của một chiếc Mercedes Binton ạ. Vâng, khá là đẹp, chưa dọn rửa gì cả, mai em sẽ dọn rửa đánh sạch sẽ cho anh chị ạ. Đây, ghế đây ạ. Đấy, bộ này nhìn cũng, cái này nhìn cũng đẹp đây. Vâng, rất là ok, rất tuyệt vời ạ. Trần thì vẫn là trần nỉ zin anh chị nhá. Và chiếc xe này thì là anh ấy bỏ cái dàn điều hòa sau để cho tập trung cái dàn điều hòa trước này cho nó mát, để anh bỏ mất rồi. Để nếu mà anh chị mà sử dụng cái này thì có nhu cầu sử dụng cái điều hòa sau này nữa thì em lại lấy cái điều, lấy thêm một bộ khác về lắp cho anh chị ạ. Thực ra những bộ đấy nó cũng bây giờ cũng rẻ thôi ạ. Và keo chỉ này em cũng cam kết luôn là không có vai, không có đâm đụng này, keo chỉ zin luôn nhá, cam kết luôn rồi anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Vâng, rất là nét anh chị ạ, không có hề mục mọt gì thôi nha chị nhá. Đấy, rất là căng, rất là mọng xe, chuẩn luôn chị này. Đấy, em lấy nét anh chị xem này. Vâng, rất là ok nhá. Vâng, đây ạ, keo chỉ tất cả thứ nhá, máng nước rất là thẳng tắp từ đầu đến cuối luôn này. Vâng, thẳng tắp từ đầu đến cuối luôn. Vâng, chưa bao giờ em thấy cái dòng xe hoán cải mà này đẹp như này. So với các bác mua một chiếc xe tải đời 2009 bây giờ, nếu mà đây em tháo ra này. Đấy, cho anh chị xem là không có gì cả. Ngày mai em sẽ lắp lại cái ốp ấy ạ. Và em tháo ốp ra để em vệ sinh cho sạch sẽ anh chị nhá. Vệ sinh cho sạch sẽ và quay luôn cho anh chị này, không có tai nạn gì nhá, không va chạm gì cả. Đấy, và tiện này em cũng bắt sơn chống rỉ luôn này. Đấy, bắt sơn chống rỉ để anh chị biết luôn rằng là xe không có tai nạn. Tai nạn thì nó sẽ có thể hiện ra đây ngay. Nên đây không có tai nạn anh chị nhá. Và ngày mai em sẽ lắp lên cho anh chị tất cả thứ lên cho anh chị ạ. Rồi, mẫu xe rất là tuyệt vời, rất là hợp lý cho anh chị ạ. Đây ạ, và đi cầm đây ạ, cầm này, không có mối mọt gì nhá anh chị nhá, không có một tí mối mọt nào cả. Chassis này đẹp chưa anh chị, rất là đẹp nhá. Đây này, anh chị đứng bên này nhìn sang bên kia hộp, cái hộp sàn này không có mối mọt gì nhá, không hề có tí mối mọt nào cả. Điều hòa thì rất là lạnh luôn. Vâng, điều hòa rất là lạnh. Phải nói là một mẫu xe so với một chiếc xe tải thì chiếc xe này nó sẽ công dụng hơn một chiếc xe tải để mình di chuyển hàng nhiều. Đấy, công dụng hơn rất là nhiều. Thứ nhất là mình chạy được 6 người, thứ hai là mình đổ để tải của nó được tầm tải của nó được 930 cân, đi được vào thành phố thoải mái anh chị nhá. Nên là anh chị yên tâm dùng cái mẫu xe này của bên em thì phải nói là rất là ok luôn. Điều hòa thì rất là mát luôn, máy dầu thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này động cơ 2.2 thì nó rơi hết khoảng tầm 7 đến 8 lít thôi anh chị ạ. Vâng, 7 đến 8 lít dầu thì đi rất là ok luôn, rất là hợp lý. Và những cái đường gân này của nó này, thẳng từ đầu đến cuối, không hề có cái dấu hiệu là va chạm hay là đâm đụng gì nhá. Đấy, rất là thẳng, rất là nét, rất là đẹp luôn anh chị này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy,
Đây anh chị này, rất là lép, rất là căng, đẹp luôn. Và những cái cua lốt như này là keo này là keo xịn từ những cái ngày sản xuất là nó có keo này rồi. Đấy, rất là ok. Lốp thì là còn đến 70% lốp nữa. Vâng, còn đến 70% lốp nữa. Rất là dày anh chị nhé, rất là dày lốp này. Đấy, bên này nữa này. Đấy, lốp rất là dày lốp anh chị nhé, rất là dày. Vâng. À, mai em sẽ cho sơn bộ na răng này lên cho đẹp. Hơi cũ tí anh chị thông cảm. Mai em sẽ sơn lên bộ na răng này sẽ đẹp luôn. Vâng, thì em vừa giới thiệu cho anh chị qua một cái một chiếc xe Ford xe Mercedes đời 2000 Mercedes Biton đời 2009, hoán cải 6 chỗ ngồi và 930 kg, đi được vào thành phố. À, anh chị mà có nhu cầu sử dụng về những mẫu xe như này thì cứ liên hệ cho em ạ. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây. Vâng, em xin chào toàn thể quý vị anh chị nhé.